Laudato Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, đỉnh cao trong chuyến viếng thăm Liban của Đức Thánh Cha là thánh lễ lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 16 tháng 9 tại bãi biển ở trung tâm thủ đô Beirut. Đức Thượng phụ Công giáo nghi lễ Maronite là Ma Petra Petrus Ray và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Liban đã ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha trước một cộng đoàn ước lượng đến 300.000 anh chị em giáo dân. Những bài đọc và các câu đối đáp trong thánh lễ nói lên tính chất đa văn hóa của quốc gia Liban. Toàn bộ phần trước kinh Vinh Danh cộng đoàn dùng tiếng Pháp, trong khi kinh Vinh Danh được hát bằng tiếng Ả Rập. Bài trích sách tiên tri Isaiah chương 50 từ câu 5 đến câu 9 được đọc bằng tiếng Anh. Đáp ca sau đó bằng tiếng Ả Rập và tiếng Pháp. Cộng đoàn đã nghe thư của Thánh Giacobbe, trong đó ngài nhấn mạnh rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết, bằng tiếng Pháp. Tin mừng theo Thánh Marco chương 8 từ câu 27 đến câu 35 được công bố bằng tiếng Ả Rập và tiếng Pháp. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: trong một thế giới nơi mà bạo lực liên tục để lại đằng sau dấu vết nghiệt ngã của cái chết và hủy diệt, phục vụ công lý và hòa bình là thật cần thiết để xây dựng một xã hội huynh đệ và bằng hữu. Anh chị em thân mến, tôi cầu nguyện đặc biệt xin Chúa ban cho khu vực này của Trung Đông những đầy tớ của hòa bình và hòa giải, để mọi người có thể sống trong hòa bình và với nhân phẩm. Đây là một lời chứng cần thiết mà các Kitô hữu phải thực hiện nơi đây trong sự hợp tác với tất cả mọi người thiện chí. Tôi kêu gọi tất cả anh chị em hãy trở thành những nhà kiến tạo hòa bình ở bất cứ nơi nào anh chị em đang sống. Phục vụ cũng phải được đặt ở trung tâm của đời sống các cộng đồng Kitô hữu. Mọi thừa tác vụ, mọi vị trí có trách nhiệm trong giáo hội trước hết là để phục vụ cho Thiên Chúa và cho anh chị em của chúng ta. Đây là tinh thần soi đường cho những người đã chịu phép rửa và được thể hiện cụ thể trong dấn thân phục vụ người nghèo, những người bị bỏ rơi và đau khổ, để phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người có thể được bảo vệ. Anh chị em, những người đang đau khổ về thể chất hay tinh thần, những đau khổ của anh chị em không phải là vô ích. Chúa Kitô, người tôi tớ mong muốn được gần gũi với những người đau khổ, ngài luôn luôn gần gũi với anh chị em. Cầu mong sao cho dọc theo con đường đời của anh chị em luôn luôn có thể tìm thấy những người anh chị em của mình như là những dấu chỉ cụ thể cho sự hiện diện yêu thương không bao giờ từ bỏ anh chị em của ngài. Hãy giữ vững hy vọng nơi Chúa Kitô. Cầu mong tất cả các bạn, những anh chị em của tôi, những người đã đến để tham gia vào buổi cử hành này, hãy cố gắng để tiến bước theo Chúa Giêsu, đấng đã trở thành người tôi tớ của tất cả cho cuộc sống của thế giới. Xin Chúa chúc lành Liban, xin Ngài chúc lành cho tất cả các dân tộc trong khu vực yêu dấu này của Trung Đông, và xin Người ban bình an của Người cho anh chị em. Amen. Đức Thánh Cha sau đó đã công bố trước cộng đoàn tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Trung Đông. Sau kinh tin kính bằng tiếng Ả Rập, phần lời nguyện giáo dân đã được cất lên theo thứ tự là tiếng Pháp, tiếng Ả Rập, tiếng Anh, tiếng Armenia, tiếng Hy Lạp. Phục vụ thánh lễ được cử hành chủ yếu bằng tiếng Latin và tiếng Pháp.
Sau khi kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đọc kinh truyền tin cùng với anh chị em tín hữu trước khi về nghỉ trưa với đoàn tùy tùng của Ngài tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Harissa. املأ بها الأبصار يا معدنا.